so sánh giữa hai dòng máy trợ thính sản xuất tại Nhật giá 1.280.000 và giá 4.460.000, giống và khác nhau chỗ nào? Về giống nhau là đây là máy trợ thính có dây, mình có thể sử dụng ở nhà và rất là lớn cho những người bị lãng tai nặng. Dòng máy trợ thính 1.280.000 là HA20DX. Đây là dòng máy trợ thính truyền thống xưa giờ mình hay thấy đó, được sản xuất tại Nhật. Thì chúng ta sẽ có một cái thân máy và một cái dây lo ha, chỉnh lớn nhỏ từ 1-9. Rồi dòng máy tiếp theo là dòng máy trợ thính có dây HD70. Đây là dòng máy trợ thính có dây kỹ thuật số của Nhật ha, dòng đời mới 2023. Thì đây là xài hộp nguyên pin 3A nên nó sẽ nhỏ bằng một nửa so với máy đời đầu. Âm thanh sẽ lớn hơn rất là nhiều và có chức năng lọc nhiễu, do đây là dòng kỹ thuật số nên lọc nhiễu rất là tốt luôn, và có chức năng nghe điện thoại. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có còn nhiều tính năng rất là hay là chỉnh tông và chỉnh OBC. Bên cạnh đó chúng ta cũng có thể khóa cái volume ở cái này, công tắc khóa để không bị trơn trượt. Để biết thêm thông tin chi tiết thì cô chú anh chị mình có thể gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới, hoặc là xem thêm các video khác trên kênh Sức Khỏe 60 giây. Đây là dòng hai dòng máy trợ thính có dây phù hợp cho những người bị lãng tai nặng. Đây là dòng máy đời đầu ha, 1.280.000, và dòng máy kỹ thuật số đời mới là 4.460.000.